Chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi một người bạn yêu thương ra đi, thay vì tự đánh giá bản thân về lý do tại sao họ rời đi, bạn nên nhận ra rằng họ không yêu bạn như cách bạn đã yêu họ. Bởi vì nó đơn giản là nếu ai đó yêu bạn, họ không rời đi. Bất chấp những lý do mà một số người đưa ra khi họ quyết định rời bỏ một mối quan hệ, sự thật của vấn đề là họ chưa yêu bạn đủ nhiều. Họ có thể có tình cảm với bạn, nhưng tình yêu của họ không đủ mạnh để khiến họ muốn ở lại. Khi yêu sâu đậm và mãnh liệt, bạn sẽ không dễ dàng rời bỏ người mình yêu. Bạn sẵn sàng cố gắng duy trì mối quan hệ. Khi ai đó yêu bạn, cho dù bạn có lúc khó khăn như thế nào, cho dù bạn có bao nhiêu cuộc tranh cãi vô nghĩa về mọi thứ, hoặc hành động của cả hai bạn còn chưa trưởng thành như thế nào, tất cả những xích mích và bất đồng đó đều không có ý nghĩa gì so với tình yêu bạn dành cho nhau. Khi ai đó yêu bạn, họ không biến mất khi cả hai trở nên thất vọng, tức giận hoặc mệt mỏi. Họ hiểu rằng những tranh cãi và xích mích không làm nên mối quan hệ tình yêu. Khi ai đó yêu bạn, họ sẽ hiểu được tâm tư của bạn. Họ sẽ không để cho sự khác biệt chia cắt bạn. Ngược lại, họ sẽ thích sự khác biệt của bạn hơn là lợi dụng chúng để chống lại bạn. Sự khác biệt sẽ gắn kết lại với nhau. Những điều mà cả hai bạn đều thấy không quen thuộc về nhau bằng cách nào đó sẽ đúc kết lại với nhau. Khi ai đó yêu bạn, họ sẽ ở lại để cùng bạn chịu đựng những sóng gió cuộc đời. Khi bạn đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn, khi ai đó yêu bạn, họ sẽ tiếp tục tin tưởng và họ sẽ tiếp tục giữ chặt. Họ sẽ ở lại vì họ biết rằng trải qua những giai đoạn đó trong cuộc sống sẽ làm cho các mối quan hệ trở nên bền chặt hơn và thời gian tốt đẹp hơn sẽ sớm đến. Khi ai đó yêu bạn, tất cả những gì họ muốn làm là ở bên bạn và giúp đỡ bạn nhiều hơn những gì bạn muốn tự giúp mình. Khi ai đó yêu bạn, họ nhìn thấy những phần tồi tệ nhất của bạn và vẫn chọn ở lại. Họ sẽ nhìn thấy bạn ở những điểm dễ bị tổn thương nhất, thường là điểm thấp nhất của bạn, và họ sẽ ở đó đưa tay ra giúp bạn vượt dậy. Khi ai đó yêu bạn, bằng cách nào đó họ sẽ tìm ra cách để giữ cho tình yêu không bị lụi tàn. Nếu họ yêu bạn, họ sẽ không rời đi khi bạn cần họ nhất. Họ sẽ không rời đi khi cuộc sống thử thách tình yêu của bạn. Nếu họ yêu bạn, họ sẽ ở lại, cho dù thế nào đi nữa. Vào cuối ngày, ở lại là một lựa chọn mà họ phải làm đi làm lại. Ra đi cũng là sự lựa chọn. Nếu đó là những gì họ muốn, thì hãy để họ đi. Nếu ai đó không thể thấy điều gì khiến bạn trở nên đặc biệt, điều gì khiến bạn trở nên xinh đẹp và họ không muốn theo đuổi một tương lai với bạn, thì hãy để họ rời đi. Họ không xứng đáng với tình yêu mà bạn sẵn sàng trao đi. Có ai đó ngoài kia và bạn sẽ tìm thấy người đó. Bạn sẽ tìm thấy một người mà tình yêu của họ sẽ hoàn toàn phù hợp với những vết nứt bên trong trái tim bạn. Bạn sẽ tìm thấy người mà bạn cần và người cũng cần bạn nhiều như vậy. Bạn sẽ là lý do tại sao họ ở lại. Một người mong chờ tương lai với bạn mỗi ngày, một người đánh giá cao từng chi tiết nhỏ về bạn, một người đủ mạnh mẽ để đối mặt với những nghịch cảnh và những điều chưa biết mà tương lai sẽ mang lại. Ở bên một người yêu thương bạn đến từng thớ thịt của con người họ. Ở bên người sẽ nâng niu bạn như một viên ngọc quý và sẽ giữ chặt lấy bạn. Ở bên người sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Tại sao buông bỏ người mà ta đã chọn? Để buông bỏ thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng lại thấy khó buông tay hơn với người đã chọn rời bỏ cuộc đời mình. Có thể là một điều gì đó liên quan đến thực tế rằng khi chúng ta đưa ra quyết định đó, chúng ta có quyền kiểm soát, nhưng quyền kiểm soát đó sẽ bị người khác lấy khỏi chúng ta khi họ ra đi. Sau đây là lý do tại sao chúng ta cần phải từ bỏ. Điều thứ nhất, bởi vì nó không phải luôn luôn về chúng ta. Đôi khi đó là về họ. Khi họ bước ra ngoài và những gì họ cần nhận được từ cuộc sống
Và vì hạnh phúc cá nhân cũng như sức khỏe của họ, chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ cho cuộc sống của bất kỳ ai, ngoại trừ chính chúng ta. Tất cả chúng ta đều muốn có những điều khác biệt trong cuộc sống của mình. Bất kể chúng ta có hợp nhau đến đâu, hoặc chúng ta có tốt như thế nào, khi ai đó nhận ra một nhu cầu hoặc mong muốn mạnh mẽ đang phát triển, và họ cảm thấy họ không thể thực hiện đam mê hoặc mong muốn đó khi ở bên bạn, thì cuối cùng họ phải rời bỏ. Đó là điều bạn thực sự muốn cho bạn hay cho họ. Bây giờ bạn có thấy lý do tại sao bạn cần phải từ bỏ những người đã chọn từ bỏ cuộc sống của bạn hay không? Đôi khi đó có thể là một nghề nghiệp mới mong muốn, một nơi họ muốn sống, một điều gì đó họ muốn làm. Nhưng để làm điều đó một mình và không phải cam kết với một khung thời gian hoặc ở bên một người, điều này thực sự là về họ chứ không phải bạn. Vì vậy, hãy để họ đi, để họ có thể được hoàn thành. Hãy đi tìm thứ gì đó có thể khơi dậy và truyền cảm hứng cho bạn theo cách tương tự. Điều thứ hai, vì một số mối quan hệ là độc hại. Khi bất kỳ phần nào của mối quan hệ đều độc hại, thì đó không phải là nơi tốt cho cả hai người. Ở với một người luôn kiểm soát, ghen tuông hoặc lạm dụng là những ví dụ về mối quan hệ độc hại. Đừng mong đợi họ thay đổi và ngừng bào chữa cho họ. Khác, nếu bạn bị buộc tội là người độc hại trong mối quan hệ của mình, thì hãy để họ đi và sử dụng thời gian đó một cách khôn ngoan để suy nghĩ về lý do tại sao bạn có thể cần sự giúp đỡ để giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn đang trải qua. Điều thứ ba, bởi vì một số người sẽ làm những gì họ muốn bất cứ khi nào họ muốn. Một số người sẽ không bao giờ thay đổi. Họ có thể đã hứa sẽ thay đổi, hoặc có thể không quan tâm đến việc thay đổi. Sau tất cả, họ nghĩ rằng họ hoàn hảo. Vậy tại sao phải đau khổ với một người sẽ không bao giờ coi bạn là người có ý nghĩa với họ? Cái tôi và mức độ quan trọng của họ đã làm họ mù quáng trước nỗi đau và sự đau khổ của bạn. Có phải mối quan hệ của bạn rất đơn độc và họ có thể rời bỏ bạn vì một người nào đó khác? Nếu vậy, hãy buông tay, thở phào nhẹ nhõm. Bạn đã may mắn thoát nạn, nó không có gì mất mát. Điều thứ tư, bởi vì đôi khi bạn chỉ cần phải nhận ra rằng chỉ có bạn đang cố gắng làm cho mọi thứ hoạt động. Có thể họ đã tìm thấy thứ họ đang tìm kiếm ở nơi khác, và bạn không còn đáp ứng được mong đợi của họ nữa. Bạn đã vượt quá yêu cầu của họ, họ mất hứng thú. Điều này có thể tàn khốc và khó đối mặt, nhưng đó có thể là điều đã xảy ra. Đôi khi chúng ta cố gắng rất nhiều để đáp ứng tất cả những mong đợi của người khác, nhưng điều đó không bền vững và khiến bạn mệt mỏi. Bạn đã cố gắng để có vẻ ngoài hoàn hảo, thông minh, tuyệt vời, cố gắng thực sự hòa nhập với cuộc sống, sở thích và thú vui của người khác, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ ở lại. Có thể họ rất hay thay đổi, họ sẽ tiếp tục trôi nổi giữa mọi người, không chắc chắn những gì họ thực sự cần hoặc những gì họ đang tìm kiếm. Bạn có thực sự muốn ở bên một người như thế này hay không? Điều thứ năm, vì đôi khi buông tay còn tử tế hơn là níu kéo ai đó ở lại. Khi để ai đó ra đi là điều tốt nhất nên làm. Bây giờ bạn có tự do để làm những điều bạn luôn muốn làm. Điều thứ sáu, bởi vì bạn đã trở nên quá phụ thuộc. Bạn đã đánh mất bản thân trên đường đi và trở nên quá phụ thuộc vào người này. Và bạn khao khát được ở bên họ và có họ xung quanh bạn. Và họ nhận ra điều này và cảm thấy bị mắc kẹt, ngột ngạt và muốn thoát ra. Bạn có ít độc lập hơn kể từ khi ở bên nhau hay không? Bạn có kỳ vọng lớn hơn từ người kia hay không? Họ có cảm thấy bạn đeo bám hay không? Điều thứ bảy, bạn thúc đẩy và tạo ra sự oán giận tiềm ẩn. Bạn không muốn thừa nhận hoặc cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng người kia quyết định dứt ra trước, nhưng bạn vẫn khó buông bỏ. Điều thứ tám, bởi vì đơn giản là niềm tin đã không còn nữa. Rất khó để quay ngược kim đồng hồ, và nếu sự tin tưởng đáng kể của một trong hai bên đã bị phá vỡ, thì việc ở trong một mối quan hệ sẽ trở nên không bền vững khi một người sẽ không còn tiếp tục mối quan hệ đó nữa. Ai đó chọn để rời bỏ cuộc đời bạn, hãy để họ đi. Học hỏi và xây dựng lại bản thân mình.
Hãy tận dụng những gì tốt nhất từ mối quan hệ để bạn không trở nên hoài nghi, mà còn học hỏi từ những gì đã xảy ra. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.